Đây là vườn dưỡng chuyên về dòng cây trà là Trung Đông và trên diện tích hơn 2 hectare của nhà vườn Khánh Võ, cùng đội ngũ kỹ thuật kiểm tra định kỳ thường xuyên. Mua cây bên nhà vườn Khánh Võ thì quý khách hàng sẽ được trọn gói dịch vụ trồng nè, rồi chăm sóc cây các khu vực miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên nữa. Cây trà là Trung Đông thì mang đậm phong cách phương Tây sang trọng, thời thượng và đẳng cấp. Thân một cốt vững trải, bẻ thân thì được kỹ thuật cắt tỉa đều, xếp lớp thẳng tắp. Bẻ lá xanh rờn, tỏa đều tứ phía, tạo bóng mát và cảnh quan tuyệt đẹp. Cây trà là Trung Đông có tuổi thọ cao, thân khỏe không bị mục nát như dòng trà là cảnh thông thường. Nhà vườn Khánh Võ thì về hàng liên tục, trung bình một tháng về 2 container lớn cây trà là với đầy đủ kích cỡ lóng 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m. Hoành gốc từ 160 đến hơn 200cm, thân rất mập luôn ạ. Liên hệ ngay với nhà vườn Khánh Võ để được tư vấn và lựa chọn những loại cây trồng ưng ý nhất. Hotline 096 234 7777. Địa chỉ vườn 15 đường Sông Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.